Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, siêu bão Sodilo dự báo sẽ đổ bộ vào Đài Loan vào chiều tối ngày hôm qua và đến ngày hôm nay sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền Đông Trung Quốc. Để chủ động đối phó với siêu bão, chính quyền Đài Loan Trung Quốc đã đình chỉ hàng loạt chuyến tàu và di chuyển khẩn cấp hơn 2.600 dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trong khi Trung Quốc khởi động báo động khẩn cấp cấp 3 để đối phó với cơn bão. Theo Cơ quan Khí tượng Trung ương Trung Quốc, siêu bão Sodilo, Trung Quốc gọi là cơn bão số 13, có sức gió mạnh nhất lên tới 209 km/h, dự báo sẽ đổ bộ vào Đài Loan vào chiều tối nay và đổ bộ vào các tỉnh miền Đông Trung Quốc vào ngày mai. Dự báo khi vào đất liền, sức gió sẽ còn mạnh hơn, tạo ra những đợt sóng cao từ 8 đến 10 mét. Để đối phó với siêu bão Sodilo, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã ra chỉ thị yêu cầu các địa phương liên quan và cơ quan chức năng triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa tổn thất về tài sản, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân. Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc khởi động cảnh báo cấp 2 đối với sóng lớn và chiều cường, trong khi Cơ quan Phòng chống thiên tai Quốc gia Trung Quốc phát đi cảnh báo cấp 3 đối phó với bão. Cử 7 đoàn công tác đến các tỉnh miền Đông Trung Quốc để chỉ đạo công tác chống bão. Do ảnh hưởng của bão, hàng loạt các chuyến bay đi và đến các tỉnh miền Đông Trung Quốc sẽ thay đổi lịch trình. Trong 2 ngày nay, tất cả các chuyến bay từ Bắc Kinh đến thành phố Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến sẽ ngừng hoạt động. Còn tại Đài Loan, Cơ quan Khí tượng Đài Loan dự báo bão Sodilo sẽ tàn phá mạnh nhất trong khoảng thời gian từ tối qua đến rạng sáng nay. Dự báo sức gió sẽ còn mạnh lên khi đổ bộ đến Đài Loan. Để chủ động đối phó, chính quyền Đài Loan đã huy động hơn 32.000 binh sĩ sẵn sàng công tác cứu hộ, yêu cầu tất cả các cơ quan phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa, chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp như sóng lớn, sạt lở đất, cũng như chú ý an toàn cho các công trình xây dựng. Từ chiều hôm trước đó, hơn 2.600 hộ dân tại 3 điểm đảo xa bờ đã buộc phải sơ tán vào nơi trú ẩn an toàn. Các dịch vụ chở hàng và chở khách giữa các hòn đảo đã phải đình chỉ. Siêu bão Sodilo đã đổ bộ vào quận Tường An của thành phố Hạn Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc rạng sáng nay với sức gió lên tới 172,8 km/h. Theo Tân Hoa Xã, đây là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay tính đến thời điểm này, và cũng là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào phía nam tỉnh Phúc Kiến kể từ khi các số liệu địa phương được lưu giữ năm 1949. Gió mạnh đã rung lắc cửa sổ trên các tòa nhà cao tầng, làm gián đoạn việc cung cấp nước tại nhiều khu vực của thành phố Hạ Môn. Công ty điện lực thành phố Hạ Môn cho biết bão Sodilo đã làm hư hại nghiêm trọng hệ thống đường dây điện, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Các đảo ngoài khơi thành phố Hạ Môn cũng trong tình trạng tương tự. Bão Sodilo tràn vào đúng kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày. Nhiều trường học tại các thành phố Duyên Hải, Phúc Châu, Hạ Môn, Trương Châu, Tuyền Châu và Phủ Điền của Phúc Kiến đã phải đóng cửa vào ngày hôm qua để phòng bão. Cơ quan quản lý đường sắt tại Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã hủy 144 chuyến tàu hỏa hoạt động từ 3 ngày nay. Trước đó, bão Sodilo đã quét qua khu vực phía nam vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc, làm một người thiệt mạng và 38 người bị thương. Bão cũng gây mưa to gió lớn và khiến hàng nghìn hộ gia đình mất điện. Các trường học và công sở tại nhiều quận phải đóng cửa, đa số các chuyến bay nội địa bị hủy, trong đó tất cả các chuyến bay cất cánh từ sân bay Cao Hùng. Nhiều chuyến bay quốc tế ở sân bay này cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Động đất ở Lutian, tỉnh Vân Nam. Thưa quý vị, vào lúc 16:30 ngày thứ Tư vừa qua, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lutian, thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam. Tâm chấn của trận động đất ở vị trí 27,1 độ Vĩ Bắc, 103,3 độ Kinh Đông, với độ sâu tâm chấn là 12 km và 1.335 dư chấn. Tính đến 15 giờ ngày hôm nay, tổng cộng 617 người đã thiệt mạng trong trận động đất, bao gồm 526 người ở huyện Lutian, 78 người ở huyện Kyongja, 1 người ở huyện Triệu Dương và 12 người ở huyện Huje, 112 người mất tích, 3.143 người bị thương và 22,97 triệu người bị ảnh hưởng. 10.000 người đã được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp. Khu vực thiên tai đã ảnh hưởng đến 1.088.400 người, 80.900 ngôi nhà bị sập và chính phủ trung ương đã phân bổ 2,2 tỷ nhân dân tệ trong quỹ cứu trợ thiên tai. PLA và lực lượng cảnh sát vũ trang có gần 10.000 quân để cứu trợ trận động đất.
Khi rời Bắc Kinh để thị sát lần đầu, Tổng bí thư Tập Cận Bình đã chọn điểm dừng chân đầu tiên ở khu vực bị động đất là Ludian, Vân Nam. Vào chiều ngày hôm qua, ông Tập Cận Bình đã đi xe gập ghềnh đến thị trấn Long Tao San, tâm trấn của hẻm núi đang được cứu trợ động đất với nhiều thương vong. Trên bảng triển lãm, những bức ảnh trước và sau trận động đất tương phản rõ rệt, vẻ mặt của ông rất trang trọng. Và ngày hôm đó, trụ sở phục hồi và tái thiết sau thảm họa của trận động đất Ludian mạnh 6,5 độ Richter ở tỉnh Vân Nam đã thông báo tại thị trấn Lu To San, huyện Ludian rằng sau thời gian làm việc chăm chỉ, việc khôi phục và tái thiết sau thảm họa của trận động đất Ludian mạnh 6,5 độ Richter đã được hoàn thành hoàn toàn. Vào lúc 16 giờ 30 phút theo giờ Đài Bắc, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã xảy ra tại huyện Ludian, thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam, tâm chấn ở 27,1 độ Vĩ Bắc, 103,3 độ Kinh Đông, với độ sâu tâm chấn là 12 km. Vào lúc 19 giờ 07 phút cùng ngày, một trận động đất nữa mạnh 4 độ Richter xảy ra tại huyện Ludian, thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam, vị trí ở Kinh Độ, 103,6 độ, vĩ độ 27,1 độ, độ sâu tiêu cự là 8 km. Vào lúc 22 giờ 28 phút, một trận động đất có cường độ 4,1 độ Richter xảy ra tại huyện Ludian, thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam, tâm chấn ở 27,1 độ vĩ bắc, 103,3 độ kinh đông, với độ sâu tâm là 11 km. Tính đến 8 giờ ngày hôm nay, tổng cộng 1.335 dư chấn đã được ghi nhận, trong đó có 10 trận động đất có cường độ từ 5,0 đến 5,9 độ Richter, 4 trận động đất có độ lớn từ 4,0 đến 4,9 độ Richter và 8 trận động đất có độ lớn từ 3,0 đến 3,9 độ Richter. Vào lúc 20 giờ 16 phút ngày 13 tháng 11, một trận động đất có cường độ 3,7 độ Richter đã xảy ra gần huyện Ludian, thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam, tâm chấn ở 27,1 độ Vĩ Bắc, 103,4 độ Kinh Đông. Kết quả cuối cùng là tùy thuộc vào báo cáo nhanh chính thức. Theo trang web của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc, mạng lưới động đất Trung Quốc xác định một trận động đất có cường độ 3,2 độ Richter xảy ra tại huyện Ludian, thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam, với tâm chấn ở vị trí 27,1 độ Vĩ Bắc, 103,3 độ Kinh Đông vào lúc 1 giờ 12 phút ngày 13 tháng 11 theo giờ Đài Bắc, với tiêu cự sâu 8 km. Huyện Ludian là một trong những quận thuộc quyền quản lý của thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam, nằm ở phía đông bắc của tỉnh Vân Nam, phía nam của thành phố Giao Tông và bờ bắc của sông Niu Lan. Khoảng cách theo chiều ngang đông tây của quận là 50 km, theo chiều dọc bắc nam là 60 km, tổng diện tích là 1.519 km2, trong đó miền núi chiếm 87,9% tổng diện tích và diện tích đập chiếm 87,9% tổng diện tích. Tổng dân số là 385.700 người. Tâm trấn cách thành phố Chiêu Đông khoảng 49 km, cách tỉnh Lương Sơn 134 km, cách thành phố Li Xuan Sui 161 km và cách thành phố Pan Chi Hua 167 km. Trận động đất được cảm nhận ở Côn Minh, Vân Nam, Thành Đô, Lạc Sơn, Trùng Khánh và những nơi khác ở Tứ Xuyên. Vào ngày 12 tháng 11, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã xảy ra ở Ludian, Vân Nam. Theo công việc tại hiện trường động đất, thông số kỹ thuật điều tra là GB T18208.3/2001 và thang cường độ động đất Trung Quốc GB T17742/2008. Nhóm tại chỗ của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc đã tiến hành điều tra thiệt hại do động đất ở các khu vực thiên tai và phân tích hồ sơ quan sát rung động. Cường độ cao nhất ở khu vực bị động đất là độ 9 và trục dài của đường đẳng tích nhìn chung là theo hướng Bắc Tây Bắc. Tổng diện tích của khu vực từ độ 6 trở lên là 10.350 km2, gây ra tổng cộng có 10 quận, huyện thuộc các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên. Trận động đất xảy ra gần đứt gãy Chu Hề Giao Tông ở phía đông bắc về phía tây và kết quả sơ chế tiêu điểm cho thấy nó là một vết đứt gãy do rãnh trở tấn công. Trận động đất này có một số đặc điểm, cường độ của trận động đất tương đối cao, dân cư của quận Ludian tương đối đông đúc. Quận Ludian là một quận nghèo đói của quốc gia, khu vực động đất là địa hình núi và thung lũng và nó xảy ra ở một vùng núi với diện tích rộng. Thứ nhất, cường độ của trận động đất này tương đối cao. Vân Nam là tỉnh thường xuyên xảy ra thảm họa động đất ở Trung Quốc. Trận động đất này là trận động đất 6,5 độ Richter, khác kể từ trận động đất 6,5 độ Richter xảy ra ở Nghiêu An, Vân Nam.
nghĩa là trong thời gian qua, không có lần nào xảy ra trận động đất mạnh có cường độ trên 6,5 độ Richter. Đã rất lâu kể từ khi trận động đất đầu tiên mạnh 7 độ Richter xảy ra ở Lệ Giang, Vân Nam vào năm 1996. Vì vậy, đây là sự kiện động đất tương đối nghiêm trọng xảy ra ở Vân Nam trong hơn 10 năm qua. Do cường độ lớn và tâm chấn nông nên đã gây thương vong và thiệt hại về tài sản nghiêm trọng. Thứ hai, huyện Lutian là một khu vực đông dân cư ở tỉnh Vân Nam, mật độ dân cư đông đúc khiến số lượng người dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi trận động đất lớn này, thảm họa cũng tương đối nghiêm trọng. Thứ ba, quận Lutian là một quận nghèo đói trên toàn quốc, điều kiện kinh tế địa phương tương đối kém và khả năng chống động đất của các tòa nhà nhìn chung kém. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại nặng nề trong thảm họa này. Thứ tư, khu vực động đất là dạng địa hình đồi núi và hẻm núi, do đang vào mùa mưa nên trận động đất gây ra nhiều thảm họa thứ cấp nghiêm trọng hơn như lở đất, lở đá, đá lăn về hình thành các hồ đập, cũng làm trầm trọng thêm tình trạng mất mát do thảm họa này. Thứ năm, do trận động đất xảy ra ở khu vực miền núi gây gián đoạn thông tin liên lạc và giao thông, khiến hoạt động cứu hộ cực kỳ khó khăn. Hiện tại, dưới sự tổ chức của chính phủ, các hoạt động cứu trợ thiên tai khác nhau đang được tiến hành nhanh chóng. Các con đường được mở rộng và thông tin chi tiết về thảm họa được thu thập liên tục. Ông Pan Kwe-wen cho biết phía trước hoàn toàn nắm được thời hạn giải cứu 72 giờ vàng và công tác tìm kiếm cứu nạn là ưu tiên hàng đầu của công tác cứu trợ trận động đất hiện nay để giảm thiểu tổn thất về nhân sự. Đồng thời bố trí hợp lý cho cuộc sống của người dân vùng bị thiên tai cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cứu trợ động đất hiện nay. Lúc 17 giờ ngày 13 tháng 11, cục địa chấn Vân Nam lập tức kích hoạt tiếng vang cấp 1. Đội cấp cứu tại chỗ gồm 4 người do chỉ huy trưởng kiêm phó giám đốc Chen Quinn chỉ huy nhanh chóng đến khu vực xảy ra thảm họa lúc 17 giờ 35 phút với các thiết bị máy móc liên quan thực hiện giám sát động đất tại chỗ, điều tra thảm họa động đất, đánh giá tổn thất thiên tai, công khai phòng chống động đất và giảm nhẹ thiên tai, hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện công tác cứu hộ khẩn cấp. Vào lúc 17 giờ cùng ngày, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai tỉnh Vân Nam và Bộ Nội vụ đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thảm họa cấp 2 và cấp phát đồ cứu trợ như 2.000 lều, 500 mảnh vải sọc màu, 3.000 bộ giường gấp, 3.000 mền và 3.000 chiếc áo khoác bông cứu trợ cho quận Lutian. Tính đến 15 giờ ngày 14 tháng 11, tổng cộng 617 người đã thiệt mạng trong trận động đất, bao gồm 526 người ở huyện Lutian, 78 người ở huyện Kangja, 1 người ở huyện Triệu Dương và 12 người ở huyện Huje, 112 người mất tích, 3.143 người bị thương và 22,97 triệu người bị ảnh hưởng. 10.000 người đã được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 14, đã di rời khẩn cấp 229.700 người, 25.800 hộ với 80.900 nhà bị sập, 40.600 hộ với 129.100 nhà bị hư hỏng nặng, 151.200 hộ với 466.100 nhà bị thiệt hại nhẹ. Theo báo cáo, trận động đất đã gây thiệt hại cho 43,26 km đường cao tốc, thiệt hại kinh tế 860.000 nhân dân tệ, 5 cây cầu bị hư hỏng, thiệt hại kinh tế 2,5 triệu nhân dân tệ, 31 con đường bị sập, thiệt hại về kinh tế là 3,1 triệu nhân dân tệ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh tin mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.